Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Giàu như ngọc nữ trăm tỷ Lan Ngọc cũng có ngày dùng phụ kiện hàng chợ, giá chỉ 20.000, u là trời, chip moment với Ninh Dương Ngọc chưa bao giờ dễ dàng và ít tốn kém đến như thế. Nổi tiếng, giàu có, sang chảnh nhất nhì showbiz, ấy thế mà cũng có ngày ngọc nữ trăm tỷ Ninh Dương Lan Ngọc dùng món phụ kiện ta bao siêu rẻ, có giá dưới 20.000 đồng. Đó chính là đôi khuyên tai và chiếc vòng cổ ngọc trai được nàng update trong hình ảnh mới nhất trên mạng xã hội. Các nàng có thể thấy, dễ dàng tìm thấy hai món phụ kiện giống Lan Ngọc ở bất kỳ shop order ta bao nào, hoặc nhanh nhất thì có thể lên thẳng sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki là thế ngay. Dù là phụ kiện giá rẻ nhưng thiết kế xinh xẻo và trendy lắm nha. Chẳng thế mà Lan Ngọc vẫn tín nhiệm để xài đó thôi, và phải công nhận là kể cả hàng chợ thì diễn lên người ngọc nữ vẫn cứ xinh sang ngời ngời. Nếu chị em ưng ý, mình mách luôn địa chỉ shopping nè, giá chỉ không phải nghĩ luôn, chỉ dưới 20.000 là có thể sắm về chip moment với Lan Ngọc rồi. Ngoài hai mẫu mà Lan Ngọc dùng, cũng có thêm nhiều mẫu khuyên tai và vòng cổ ta bao khác, xinh chẳng kém, nhận được nhiều lượt mua và đánh giá cao từ chị em. Các nàng có thể nghía ngay các sản phẩm dưới đây, ưng mẫu nào thì cứ múc liền mẫu đó về size dần nha.